Tuổi trung niên, rước nhục vào thân nếu không biết tránh xa bốn sai lầm này. Thứ nhất, yêu đương vụng trộm. Tuổi trẻ nông nổi khiến chúng ta đôi lúc không thể khống chế được lời nói và việc làm của bản thân, dễ phạm phải một số sai lầm không đáng có. Thế nhưng khi đã tới tuổi trung niên, kinh qua càng nhiều trải nghiệm, nội tâm lại càng phải trở nên trầm ổn và tỉnh táo. Người trưởng thành đều sẽ hiểu, chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi mãi trên đời. Cái níu giữ hôn nhân lúc ấy là sự chung thủy và trách nhiệm mà thôi. Đối mặt với thời kỳ quá độ của hôn nhân, khi tình yêu chậm rãi chuyển dần thành tình thân, sinh hoạt hôn nhân cũng dần dần mất đi sự nhiệt huyết quyến rũ ban đầu. Không ít người kém bản lĩnh bắt đầu tìm kiếm cảm giác mới mẻ, để rồi rơi vào vòng xoáy yêu đương vụng trộm, phản bội gia đình và vợ con. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính hạnh phúc gia đình mà còn gây tác động rất lớn tới danh tiếng và vị thế của bản thân ngoài xã hội. Hành động ngoại tình lộ ra sẽ khiến người khác coi thường, tài năng đến mấy cũng không được đánh giá cao, đánh mất hình tượng là nhỏ, tự hủy tiền đồ của mình mới là lớn. Thứ hai, ham mê cờ bạc. Cờ bạc là một thói hư tật xấu tiềm tàng trong bản chất của mỗi con người. Trong chúng ta, ít nhiều đều có máu liều mạo hiểm, coi cuộc đời là canh bạc lớn, tham vọng càng nhiều thì mức độ càng nghiêm trọng. Một khi hình thành tâm lý tham lam và ôm lòng may mắn, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ham mê cờ bạc, ngày càng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát. Có nhiều người cậy mình tuổi trẻ thành công, trong tay tích lũy được một chút của cải, liền bắt đầu nảy sinh tâm lý thích mạo hiểm để tìm cảm giác mạnh. Ban đầu đó chỉ là những cuộc chơi nhỏ, ai thắng thì mời nhau bữa cơm, ai thua chỉ ngậm ngùi tiếc nuối vài phút rồi thôi, coi đó như một phương thức giết thời gian thông thường. Thế nhưng chỉ vài năm sau, họ lại càng hao phí nhiều thời gian và tâm trí vào từng canh bạc đỏ đen, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc sự nghiệp, cũng là bỏ mặc cả tương lai. Thắng ham ăn, thua ham gỡ, để rồi dành cả nửa cuộc đời còn lại quanh quẩn bên những con số vô nghĩa mà thôi. Thứ ba, tâm tính bất ổn. Muốn sống tốt cả đời này, chúng ta cần dựa vào tâm tính của bản thân. Sự cân bằng từ nội tại bên trong sẽ giúp cuộc sống trở nên đơn giản, dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần phù hợp với thói quen, cách sống và hành vi chuẩn tắc của mỗi người, chúng ta có thể tìm được hạnh phúc mà không cần phải đạt thành tựu lớn, phải kiếm túi tiền to. Cần phải biết rằng, cuộc đời là một cây cầu thang vô tận. Cho dù chúng ta đứng tại bậc nào, phía dưới cũng luôn có người nhìn lên, cũng như phía trên luôn có người nhìn xuống. Ngẩng đầu chúng ta có thể tự ti, cúi đầu chúng ta có thể tự đắc. Vậy chỉ có nhìn thẳng, luôn luôn tập trung vào mục tiêu trước mắt, chúng ta mới có thể thấy được bản thân thực sự của mình. Khi đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã nếm trải được rất nhiều điều, cay đắng hay ngọt bùi đều đã hưởng qua. Nên xây dựng cho mình một tâm thái vững vàng, không so đo và tính toán. Được mất trên đời càng xem nhẹ, nội tâm yên bình càng lâu dài. Thứ tư, bỏ quên gia đình. Người tuổi trung niên đã đi qua một hành trình dài trong sự nghiệp. Đây là lúc mà công việc dù bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là người già trong nhà. Đừng quên rằng bạn đối xử với bố mẹ mình thế nào, mai sau con bạn sẽ đối xử với bạn như thế. Với vợ chồng, con cái, đàn ông cần là một bờ vai vững chãi, cho người vợ và đứa con một chỗ dựa an toàn. Còn phụ nữ phải là người quán xuyến, gìn giữ tổ ấm gia đình. Đặc biệt, đàn ông tuổi trung niên thường trải qua giai đoạn hồi xuân. Đây là giai đoạn mà tâm lý thay đổi, họ dễ mơ tưởng về các cô gái trẻ đẹp, đầy năng lượng. Tuy nhiên, khoảng cách về tuổi tác, thế hệ, lối suy nghĩ là những rào cản lớn trong thực tế mà người đàn ông trung niên sẽ phải đối diện sau những tình cảm ban đầu. Vì thế không nên chạy theo những tình cảm nhất thời để rồi đánh mất những gì quý giá mà mình phải dành cả tuổi trẻ để gây dựng. Tuổi trung niên là cái tuổi mà con người ta vững vàng và ổn định nhất. Cơ thể chưa già yếu mà tâm hồn
thì vừa đạt độ chín của đời người. Thế nhưng chính độ tuổi này, con người ta dễ bị khủng hoảng và gục ngã bởi việc mất đi động lực, hoặc do đã gồng mình một thời gian quá dài. Dù ở độ tuổi nào cũng vậy, xen kẽ giữa những ngày căng thẳng, gồng mình lên với guồng quay của công việc, của cuộc sống, thì con người ta cũng cần có những lúc nghỉ ngơi, được thả hồn và những thú vui lành mạnh. Và tuổi trung niên thân mến, hãy làm như vậy đi, bởi phía trước còn một đoạn đường rất dài, rất gian nan. Nếu không tự chăm sóc mình cả về thể chất và tinh thần, tuổi trung niên sẽ rất dễ gục ngã trước bốn điều này, khiến cuộc đời càng sống càng đau khổ. Thứ nhất, thời gian. Khi ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy. Khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ. Khi ta đi bộ lại có người đang chống gậy. Khi ta chống gậy vẫn còn có người cụt chân. Khi ta cụt chân hãy còn có người mất mạng. Như vậy, năm tháng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng, như ý. Nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ nơi tâm hồn sâu thẳm. Như vậy, dù cuộc sống ngắn ngủi hay dài lâu, chúng ta cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn, không còn gì nuối tiếc. Thứ hai, bệnh tật. Trước 60 tuổi, nghĩa là đang ở tuổi trung niên. Ta tin tưởng vào bản thân, cảm sốt cũng chỉ là uống ngụm nước là khỏi. Bệnh nặng cũng ngủ một giấc là xong. Sau 60 tuổi, ta hiểu được cách trân trọng bản thân, cũng là lúc huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao không mời mà đến. Tuy nhiên, chúng ta không vì bệnh tật mà đánh mất niềm đam mê vào cuộc sống, quên mất cách hưởng thụ những vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bệnh tật, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội để chủ động thay đổi hiện trạng của chính mình. Sinh, lão, bệnh, tử là những giai đoạn mà ai cũng phải đi qua trong mỗi cuộc đời. Chúng ta chạy không thoát, nhưng không hẳn chúng ta có thể thua trong mọi cuộc chiến. Chỉ cần tâm thái và ý chí vẫn còn, rất nhiều người bệnh còn chiến thắng cả mầm mống ung thư quái ác. Thứ ba, con cái. Không cúi đầu ở đây không đại biểu cho thái độ ương ngạnh, bảo thủ, chỉ chăm chăm áp đặt ý kiến của mình mà thể hiện thái độ không phụ thuộc vào con cái của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, có những trách nhiệm riêng mà chúng phải gánh vác. Vì vậy, để gìn giữ mối quan hệ, không xảy ra tranh chấp, xung đột, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân. Chỉ dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất. Chúng ta vừa chịu áp lực, đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Do đó, thỉnh thoảng cả gia đình cùng tụ tập, vui vầy bên con cháu, bày vài mâm cơm, thỉnh thoảng lại hẹn gặp những người bạn già, cùng nhau đi du lịch, tâm sự vài câu chuyện cũ bên chén trà thơm. Đó cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống của riêng mỗi người. Thứ tư, tiền bạc. Tiền bạc vật chất không bao giờ là đủ, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những thứ vật ngoài thân mà đánh đổi bằng hạnh phúc và thành tín mà chúng ta đang có. Đôi khi, ngồi uống trà thơm, cơm canh đạm bạc cùng người ta yêu thương còn hơn quỵ lụy lại lục để đổi lại một bữa bào ngư phi cá người ngoài bỏ đi. Do đó, đừng để những năm tháng cuối đời mù quáng trong dục vọng bạc tiền và ham muốn vật chất, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng. Bấy giờ đều không giá trị bằng một phần nghìn cuộc sống bình thản, ung dung nhưng ý nghĩa. Và cuối cùng, xin gửi tới những người đang ở độ tuổi trung niên một vài điều nên biết để tự biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Thứ nhất, thế giới đơn giản hay phức tạp phụ thuộc vào bạn. Ở tuổi này, bạn hiểu rằng bạn đơn giản, thế giới đơn giản và ngược lại. Mọi thứ đều có đa diện, đôi khi khó có thể phân định đúng sai cho rõ ràng. Những gì bạn thích, người khác có thể chán ghét và chối bỏ. Nhìn nhận mọi việc thế nào,
hoàn toàn ở bạn mà thôi. Thứ hai, hãy cảm ơn chân thành người đã kiên nhẫn đồng hành với bạn, trở thành bến đỗ của đời bạn. Hãy mỉm cười với những người ghét bỏ bạn vì họ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Hãy cảm ơn những người đã phản bội bạn vì nhờ họ mà bạn biết rằng có những người khác thực sự yêu bạn chân thành. Thứ ba, niềm hạnh phúc trong cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái của tâm trí, không phải do bạn nghèo hay giàu. Một tâm hồn trống rỗng, sự tự mãn và khổ đau chính là những bi kịch của cuộc sống, bất kể giàu nghèo. Thứ tư, cuộc sống vợ chồng có lúc hòa hợp, có lúc mâu thuẫn, nhưng hãy luôn trân trọng và bao dung với nhau. Có không giữ gìn, mất sẽ vạn lần hối tiếc. Thứ năm, đừng ôm ấp con cái trong vòng tay mình, hãy để chúng có cơ hội trưởng thành. Thứ sáu, đối xử tử tế với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình. Thứ bảy, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần đủ mà thôi.